truyền Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 1 tây tháng 6 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên là tin từ Brussels. Lãnh đạo của Quỹ hội Âu Châu là ông Phil Hogan đang duyệt xét việc mà đưa tên của ông vào trong cái danh sách các ứng cử viên làm tổng giám đốc điều hành của Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Phát ngôn viên của ông đã cho biết ngày hôm qua Chủ nhật, Tổ chức Màu Dịch Thế Giới đang chuẩn bị có một cái uh, việc trống là đến cuối tháng 8 này là ông Robert Azevedo sẽ uh, rời khỏi cái chức vụ này à, và ông ta tuyên bố là rời khỏi sớm hơn sau khi mà nhận hai nhiệm kỳ của cái chức vụ này. Trên nguyên tắc thì ông Roberto sẽ phải hết nhiệm kỳ vào tháng 8 năm 2021 nhưng viện lý do gia đình ông đã xin phép là cho ông uh, nghỉ sớm một nhiệm kỳ và cái vị mà được xem là kế nhiệm của ông, ai được chọn làm người đứng đầu của tổ chức WTO thì sẽ phải đối diện với sự căng thẳng của Trung Quốc và Hoa Kỳ trong vấn đề mà bảo vệ quyền lợi của đôi bên, đặc biệt là đặc biệt trong cái vấn đề đối phó với đại dịch và những cái kiện tụng trong tổ chức mậu dịch thế giới mà theo đó Hoa Kỳ cho rằng phía Trung Quốc đã lạm dụng rất nhiều những chính sách và quy tắc của tổ chức mậu dịch thế giới nơi mà Tổng thống Trump đã kêu gọi sự cải tổ từ năm ngoái đến nay. Hogan là một người gốc Ái Nhĩ Lan và đã trở thành uh, chủ tịch của Quỹ hội Âu Châu từ năm 2014 và đặc trách về vấn đề nông nghiệp từ năm uh, 2019 cho các vấn đề mậu dịch. Và ông nói với Quỹ hội Âu Châu, uh, Nghị viện của Âu Châu trong ngày thứ năm rằng có thể là uh, Âu Châu sẽ là một trong những... Uh, uh, Liên hiệp Âu Châu sẽ là một trong những cái cơ chế mà có thể lãnh đạo cái uh, tổ chức mậu dịch thế giới đặt trụ sở tại Geneva và hai cái ứng cử viên khác, một người là ngoại trưởng của Tây Ban Nha là Arancha González Laza và một người là bộ trưởng mậu dịch của Hòa Lan là Sigrid Kaj. Đây là ba ứng cử viên nằm trong cái vị, vị trí được xem là tranh vào chức chủ tịch của Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nga đã bắt đầu chấp nhận cho loại thuốc đầu tiên để điều trị con siêu vi khuẩn vũ hán. Nga cho biết họ đã chấp thuận một loại thuốc đầu tiên sử dụng để chống lại con siêu vi khuẩn vũ hán và được xem là lần đầu tiên à, quốc gia này đã bật đèn xanh cho các giới à, y khoa để mà chống lại con siêu vi khuẩn đang hoành hành tại nước Nga. Các bệnh viện đã bắt đầu được à, đưa lại cái loại thuốc gọi là một cái loại thuốc chống à, dịch cúm có cái tên gọi là Favipiravir và loại thuốc này các bệnh nhân trước đó đã được cái bộ sức khỏe của nga chấp thuận à, thuộc cái à, cơ quan kiểm tra à, sức khỏe công cộng của nga Avifavir à, được xem là một trong những cái loại thuốc của nga và dùng để chống lại các cái bệnh cảm cúm mà trong đó có thể à, tăng sức đề kháng trong con cơ thể và chống lại con siêu vi khuẩn vũ hán này À, các cái dữ liệu mới nhất cho thấy rằng là loại thuốc này có vẻ như tại Nga đã hữu hiệu trong việc mà điều trị những bệnh nhân đã bị dương tính với con siêu vi khuẩn vũ hán và đó là một trong những cái thông báo mới nhất của nước Nga. Coi như Nga đã đi tiên phong trong việc à, mạnh mẽ sử dụng một loại thuốc mà họ tự thử nghiệm và cho rằng có sự thành công trong việc điều trị này và sử dụng nó để mà điều trị chính thức cho các bệnh nhân có dương tính với con siêu vi khuẩn vũ hán. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và của theo quốc tế cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay không những cuộc biểu tình à, diễn ra tại Hoa Kỳ và dẫn đến các cuộc bạo động trong cái mà họ gọi là chống lại kỳ thị chủng tộc cuộc biểu tình này lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới Âu Châu và tới New Zealand và Canada trong một cuộc biểu tình gọi là chống kỳ thị chủng tộc tại ở uh, Montreal đòi hỏi cho cái uh, người đàn ông uh, da đen ở Minnesota đã chết vì sự quá tay của cảnh sát À, cuộc biểu tình này à, lúc đầu đã ôn hòa và biến thành bạo động và đụng độ với cảnh sát vào tối ngày hôm chủ nhật. Cuộc biểu tình này nằm ở đào thao của thành phố Montreal vào chiều chủ nhật à, mà không có xảy ra bất cứ một cuộc bạo động nào. Tuy nhiên thì à, phía cảnh sát của Montreal đã tuyên bố đây là những cuộc tụ tập bất hợp pháp sau 3 giờ, họ chứng kiến cuộc biểu tình và cuối cùng thì à, phía họ đã dùng à, à, cái à, loại xịt tiêu và hơi ga bắn vào những người biểu tình và căng thẳng đã gia tăng lên ngay lúc đó và bắt đầu chuyển qua sự bạo động và sau đó thì là họ kéo tới cái văn phòng của tổng đàn của cảnh sát ngay tại đào thao và những cái cửa kiến đã bị ném vỡ à, lửa đã bị à, bùng lên ở một số nơi và trong đó thì họ đã tìm cách gọi là đốt xe của cảnh sát những người biểu tình đã lên tiếng và nói rằng những cuộc bạo động kỳ thị chủng tộc này và có sự can dự của cảnh sát lẫn cả hoa kỳ lẫn ở tại canada đây là một trong những cái cuộc biểu tình được xem là lan rộng ra trên thế giới trong đó new zealand và âu châu cũng như tại london cũng đã có những cuộc biểu tình bạo động tương tự như vậy đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay trong khi đó tại nước úc Bản tin cho biết là một thành viên trong nghị viện của Úc, một người gốc Hoa, đã đặt vấn đề với lại vị thủ hiến của tiểu bang Victoria liên quan tới vấn đề mà ký kết một vành đai một con đường với Trung Quốc. Bản tin cho biết là người phụ nữ gốc Hoa đầu tiên nằm trong nghị viện của Úc là bà Gladys Liu đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính quyền của Victoria là đã đưa ra cái quyết định can dự và tham gia vào một vành đai một con đường của Trung Quốc. Phát biểu vào hôm 31 tây, thì người đại diện của đảng tự do cấp tiến này cho biết là đây là một trong cái tình trạng có thể là thiếu sự minh bạch trong cái vấn đề mà tiểu bang Victoria của úc đã gia nhập một vành đai một con đường. Cái thỏa thuận này, thủ hiến Andrew đã không nói cho chính quyền của liên bang biết và chúng tôi không hề biết đến chuyện này đây là một trong những cái lời tuyên bố gây gắt nhất của bà liêu bà là một người gốc hoa và là người gốc hoa đầu tiên nằm trong nghị viện của úc và bà đã lên tiếng mạnh mẽ và kêu gọi là chính quyền victoria hợp tác với chính quyền liên bang minh bạch hóa tất cả những chi tiết thỏa thuận mà họ đã ký kết với phía bắc kinh à, phía chính quyền liên bang đã kêu gọi tiểu bang victoria và người thủ hiến là ông Anh Triều là phải chấm dứt ngay cái một vành đai một con đường với Trung Quốc tuy nhiên vị thủ hiến này vẫn cương quyết là tiếp tục à, à, ký kết cái à, thỏa ước này với Trung Quốc bà Liêu được xem là một người sinh trưởng tại Hồng Kông và bà được xem là đắc cử vào à, cái à, à, trong cái nghị viện của của Úc vào năm 2019 và bà đại diện cho một khu vực ở Kishom và bà đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích cái cái người thủ hiến trước đó của tiểu bang này từ năm 2007 tới 2013 và trong đó thì họ nói rằng là phía Úc không nên can dự vào những cái dự án của Trung Quốc. Đây là một trong những cái phản ứng mạnh mẽ nhất của một người gốc hoa trong nghị viện của Úc liên quan tới vấn đề tiểu bang Victoria tham gia vào một vành đai một con đường. Trong khi đó thì bước qua tình hình Á Châu ngày hôm nay, Nam Hàn đã bắt đầu có một cái sự hơi khó xử. Họ rất vui mừng khi được Tổng thống Trump đề tên của Nam Hàn trong danh sách của khối G7 mà ông Trump muốn mở rộng ra trong phiên họp có thể dự tính vào tháng 9 sắp tới sau khi Tổng thống Trump ngưng lại cái quyền viên họp của khối G7, tức là khối G7 vào tháng 6 năm nay. Trong bốn quốc gia được Tổng thống Trump kê tên thì có Nam Hàn tổng thống nam hàn ông moon jae in tỏ ra rất vui mừng khi nam hàn đã được nâng cái vị thế của mình lên cao hơn nằm trong khối g7 tuy nhiên điều này theo nhận định của một số báo chí tại nam hàn và tờ báo tại hồng kông cho rằng moon jae in cũng sẽ bị khó khăn phức tạp hơn khi mà ông ta muốn giữ mối quan hệ với trung quốc và việc mà nhà tham gia vào trong cái phiên họp này của khối g7 có thể sẽ là một thách thức của nam hàn đối với trung quốc Phiên họp này gồm 7 quốc gia cường quốc của thế giới, trong đó có Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Ý, Nhật Bản và à, Tây Ban Nha. Đó là những quốc gia nằm trong cái à, khối gọi là cường quốc kinh tế của thế giới. À, trong đó có Canada nữa quý vị. Và trong cái việc mà khối G7 này nhóm họp thì lúc đó Tổng thống Trump đã kêu gọi cuộc họp mặt đối mặt tại Camp David ở tại Hoa Kỳ vào tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, bà thủ tướng Đức đã từ chối và không muốn can dự vào cái phiên họp của khối G7 mỗi năm. Và vì vậy, tổng thống Trump đã postpone tức là đã ngưng lại cái cuộc họp vào tháng 6 và dời qua tháng 9. Trong đó thì ông đã đề nghị mời thêm bốn quốc gia tham gia vào trong cái phiên họp này, gồm có Úc, Nga, Nam Hàn và Ấn Độ. Nam Hàn rất vui mừng khi họ được nâng vị thế lên cao hơn. Tuy nhiên, sự lo ngại chính là thách thức đối với trung quốc bởi vì tổng thống trump đã không muốn để cho trung quốc bước chân vào trong cái phiên họp này bởi vì cuộc thảo luận này sẽ nhắm vào đề tài của trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình hoa kỳ ngày hôm nay tổng thống trump đã ký một cái xác uh, luật có cái tên là never again À, trong cái vấn đề mà à, các cái hành động và chống lại cái tình cái thái độ thù nghịch với người do thái mà trong đó gọi là Holocaust Education Act à, Tổng thống Trump đã ký một cái đạo luật có tên là Holocaust Education Bill H 943 biến thành luật vào hôm thứ sáu trong một cái văn thư mà Tòa bạch ốc gửi ra trong đó bảo vệ cho cái ngày lễ chính thức của người gốc do thái gọi là Savut. À, đây là một cái đạo luật gọi là Never Again Education Act tức là một cái là không nên lặp lại cái vấn đề giáo dục đây là đạo luật mà được cung cấp ngân quỹ bởi cái viện được xem là bảo tàng để tưởng niệm các nạn nhân holocaust và trong đó sẽ gia tăng thêm cái chi phí cho tất cả các học sinh trong trường trung học để mà họ hiểu rõ hơn những gì xảy ra trong cái giai đoạn của đệ nhị thế chiến trong giai đoạn đệ nhị thế chiến được gọi là holocaust là cái vụ mà thảm sát của Đức Quốc xã đối với những người gốc Do Thái tại khu vực Âu Châu, đặc biệt là ở Ba Lan và trên toàn cõi Âu Châu. Những người Do Thái đã bị đưa vào các trại tập trung và từ đó họ đã bị sát hại và bị thảm sát qua các hình thức khác nhau, kể cả dùng hơi ngạt để giết chết những người Do Thái. Và cái hành động giá mang này của Đức Quốc xã đã dẫn tới việc mà Hoa Kỳ đã có những cái chương trình giáo dục để cho người học sinh ở cấp trung học có thể hiểu rõ hơn về cái giai đoạn liệt, lịch sử thảm khốc này và trong cái xác luật mới nhất thì tổng thống trump đã ký là never again là sẽ không bao giờ lặp lại cái lịch sử thảm sát này một lần nữa đối với người do thái và đây được xem là một trong những cái xác luật mới nhất cho thấy tổng thống trump đã có một cái khuynh hướng rất cứng rắn và bảo vệ cho cộng đồng do thái trước những đe dọa của các cái uh, nhóm gọi là uh, cực đoan và những nhóm mà tôn thờ đức quốc xã đó là bản tin liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay bên cạnh đó thì uh, liên quan tới cái vụ bạo loạn ở tại minneapolis và sau đó dẫn đến cuộc bạo loạn trên toàn quốc và tổng thống trump đã chỉ thẳng mặt của nhóm antifascist tức là em gọi tắt là antifa là một nhóm cực tả là chủ chốt đứng sau lưng của các vụ bạo động lợi dụng biểu tình để mà cướp phá hôi của thì sau khi tổng thống trump đã đưa ra và chỉ đạo cho bên bộ tư pháp và các nhân viên của liên bang để đưa danh sách tổ chức Antifa vào danh sách khủng bố. Ngay lập tức, con trai của một trong những giới chức cao cấp hàng đầu của lực lượng công lực tại à, tiểu bang này đã lên tiếng ủng hộ cho cái nhóm cực tả Antifa. Người này có tên là Jeremiah Election, được xem là một thành viên của đảng nhân Chủ tại thành phố Minneapolis, à, nằm trong cái hội đồng thành phố này và đã lên tiếng và tuyên bố rằng ông ta sẵn sàng hỗ trợ cho... À, và ủng hộ cho nhóm Antifa. Tôi ở đây tuyên bố một cách chính thức tôi ủng hộ cho Antifa và đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất sau khi tổng thống Trump và nhiều thành viên của Đảng Cộng hòa cho rằng chính Antifa là những kẻ chủ mưu đứng sau lưng các vụ bạo động, lợi dụng cuộc biểu tình ôn hòa của những người đòi công lý cho anh George Floyd thì những nhóm này đã qua kích động đập phá, cướp của, hôi của, đốt những tòa nhà ở tại các thành phố ở Hoa Kỳ và do đó tổng thống trump đã quy nhóm này trở thành nhóm tổ chức khủng bố nội địa và ngay sau đó thì nhân vật này là con trai mà được biết là à, jeremiah Ellison là con trai của bộ trưởng tư pháp tại tiểu bang minnesota và công khai ra mặt ủng hộ cho à, antifa và đây là một trong những cái à, tin mới nhất liên quan tới các vụ bạo động tại hoa kỳ trong khi đó thì à, liên quan tới vấn đề à, của quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh. Đó là lời xác nhận của các chuyên gia sau khi Tổng thống Trump đã loan báo hàng loạt các đạo luật và đe dọa sẽ à, trừng phạt đối với chế độ Cộng sản này. Trong một cái cuộc phát biểu vào hôm 29, thì Tổng thống đã mô tả là cái việc mà Bắc Kinh đã tìm cách giới hạn và kiểm soát mảnh đất Hồng Kông. Trong đó bao gồm luôn việc đánh cắp các sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ, che đậy đại dịch và tìm cách gây ảnh hưởng thao túng tổ chức y tế thế giới. Và ông đã đưa ra hàng loạt các cái chính sách cứng rắn, trong đó bao gồm ngăn cấm sinh viên của Trung Quốc tới du học tại Hoa Kỳ, rút lại tất cả những cái đặc quyền đặc lợi dành cho mảnh đất Hồng Kông, ban lệnh cấm vận trừng phạt với các viên chức của Hồng Kông và Bắc Kinh liên quan tới đạo luật an ninh. Đồng thời, là đưa các công ty của trung quốc ra khỏi thị trường chứng khoán của hoa kỳ đây là một trong những biện pháp mạnh mẽ nhất mà tổng thống trump đã tuyên bố hôm thứ sáu vừa qua và ngay sau đó thì mà các chuyên gia nhận định rằng là phía hoa kỳ đang gia tăng thêm nhiều áp lực đối với bắc kinh buộc họ phải cải cách về cái vấn đề thể chế về vấn đề chính trị kinh tế quốc gia của họ và phải có sự công bằng mậu dịch và không những vậy các chuyên gia nhận định rằng từ đây cho tới mùa hè thì phía chính quyền của tổng thống trump cũng như các thành viên cứng rắn diều hầu trong đảng cộng hòa sẽ áp đặt lên những cái đạo luật gay gắt hơn dành cho trung quốc và đẩy trung quốc ở cái thế trực tiếp đối đầu với hoa kỳ đó là một trong những cái nhận định của các chuyên gia đưa ra ngay sau khi tổng thống trump đưa ra hàng loạt các cái chính sách cứng trắng đối với trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và trung quốc ngày hôm nay trong khi đó để phản ứng với lại tất cả những cái xác lệnh của tổng thống trump trung quốc đã ra lệnh cho tất cả các cái uh, Nhà mậu dịch của họ là ngưng nhập cản tất cả những cái uh, nông sản của Hoa Kỳ và đe dọa sẽ uh, hủy bỏ cái uh, hiệp ước One đã ký kết với Hoa Kỳ. Chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các công ty quốc doanh trên toàn quốc của Trung Quốc là ngưng nhập cản các mặt hàng nông sản của Hoa Kỳ, bao gồm luôn cả soybean tức là đậu nành giữa lúc mà Bắc Kinh đang tìm cách trả đũa tất cả những cái đạo luật mà Tổng thống Trump đã ban hành các cái công ty được xem là được do nhà quốc doanh của nhà nước cộng sản trung quốc làm chủ gồm có costco uh, costco Sinocrine, và đã được lệnh là ngưng lại không mua tất cả những cái soybean tức là những cái mặt hàng đậu nành của hoa kỳ và ngưng nhập cản tất cả các cái nông sản của hoa kỳ trong đó đe dọa là trung quốc sẽ đơn phương hủy bỏ cái hiệp ước phase one vốn đã từng ký kết với hoa kỳ từ tháng giêng năm nay Tuy nhiên thì phía Tổng thống Trump cũng cho biết là ông đã không còn mặn mà với cái Phase One sau khi nhận ra Trung Quốc đã không thực thi đúng những lời cam kết của mình, ngược lại còn áp đặt cái chính sách cứng rắn lên mảnh đất Hồng Kông. Đây là một trong những cái trả đũa đầu tiên của Trung Quốc và cho thấy rằng là cái hiệp ước thỏa thuận mậu dịch Phase One giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chỉ còn là một sợi dây bong manh và nó có thể đứt bất cứ giờ phút nào với những chính sách cứng rắn hiện nay của chính quyền Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hồng Kông ngày hôm nay, một trong những người trưởng thành thành danh nổi tiếng khắp thế giới nhờ mảnh đất Hồng Kông hôm nay lại quay trở lại cắn người dân Hồng Kông bằng cách ủng hộ cho đạo luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Người này chính là Jackie Chan Thành Long. Bản tin cho biết Jackie Chan lên tiếng à, đã cùng với lại khoảng 2.000 à, những à, 2.000 tài tử ở Trung Quốc ở tại Trung Quốc nha các bạn không phải ở Hồng Kông 2.000 tài tử Minh Tinh và những nhà giới giải trí của Trung Quốc à, ủng hộ cho cái đạo luật an ninh áp dụng lên mảnh lãnh thổ Hồng Kông vào hôm thứ năm tuần trước thì phía chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng đạo luật an ninh quốc gia lên lãnh thổ Hồng Kông dẫn đến sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và đặc biệt là Hoa Kỳ ngay sau đó thì Bắc Kinh đã ép buộc tất cả giới giải trí phải lên tiếng ủng hộ cho cái quyết định này của Bắc Kinh và đã có 2.000 minh tinh tài tử của Trung Quốc tại nội địa Trung Quốc đã ký tên vào một cái bản và kêu gọi là, là ủng hộ mạnh mẽ cho cái uh, việc mà áp dụng đạo luật an ninh quốc gia lên lãnh thổ Hồng Kông và trong số 2.000 người này lại có Jackie chan tức là Thành Long một trong những kẻ đã trưởng thành sống và lớn lên tại Hồng Kông hưởng được cái quyền tự do và tạo được tên tuổi tại hồng kông và ngày hôm nay chính anh ta là người quay trở lại và siết chặt cái quyền tự do của những hồng kông người hồng kông thế hệ sau nó đi ngược lại với lại một số những minh tinh tài tử khác các giới chức các minh tinh tài tử và giới giải trí của hồng kông đã chống đối mạnh mẽ cái đạo luật này trong đó gồm có anthony quỳnh thu xanh là một trong những gương mặt được xem là tài tử lớn của Hồng Kông và nổi tiếng khắp Á châu, anh đang có mặt tại Đài Loan và anh là một trong những người phản đối mạnh mẽ cái đạo luật này. Nữ ca sĩ Dennis Ho và đồng thời là một nhà soạn nhạc nổi tiếng là Adrian Chow cùng với tất cả những minh tinh tài tử khác của Hồng Kông đã lên tiếng mạnh mẽ để và phản đối cái đạo luật của Trung Quốc. Nó đối lập lại với lại Jackie Chan và trong đây có trên một trăm nghệ sĩ Hồng Kông và Đài Loan đã phản đối tất cả những cái áp đặt của Bắc Kinh đối với lãnh thổ Hồng Kông. Ngược lại, Jackie Chan Thành Long lại đi ngược lại với cái xu thế này và đã là gần như là chống đối lại với người dân Hồng Kông mà anh ta cho rằng là đây là nền bảo ra bảo 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 đảm cái cái sự uh, ổn định của Hồng Kông. Đó là một trong một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Hồng Kông. Trong khi đó, thì lực lượng dư luận viên của Trung Quốc đã bắt đầu tung những tin giả nói rằng là cảnh sát của Đài Loan tra tấn người tị nạn Hồng Kông. Đây là một trong những cái trò mới của các dư luận viên Trung Quốc. cơ quan được xem là điều tra tội ác của Đài Loan ngày thứ sáu đã loan báo trên Facebook rằng nói các cái lời tố cáo nói rằng cảnh sát Đài Loan đã dùng đầu gối đè những người tị nạn của Hồng Kông là những cái tin giả. Trong ngày thứ sáu, thì cơ quan này lan báo sau khi có 6 người đã bị điều tra trong vấn đề được xem là đã đưa ra những cái thông tin không đúng sự thật trong đó gồm có 6 người này là công dân của Đài Loan và đã tiếp tay tung những cái tin giả trên Facebook trong ngày mươi 25 tây tháng 9 năm 2018 trong đó nói rằng là lực lượng công lực của Đài Loan đã dùng bạo lực để trấn áp người tị nạn Hồng Kông thì bà các cơ quan điều tra cho biết đây là những cái tin giả mạo và được tung lên để mà dây nhiễu cho cái thông tin ở đài loan và gây hoang mang cho người dân và cố tình chia rẽ giữa hồng kông và đài loan và phía cơ quan điều tra cho biết tất cả những người này sẽ bị truy tố tội tung tin giả trên mạng facebook và tên tuổi của uh, của những người này gồm có chi di long Long, uh, si tech tech Ken Lee, di san Gao và minh so cả 6 người này đều là những người đã tung những cái tin giả đó lên để gây nhiễu loạn thông tin tại Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay và cuối à, trước khi bước qua phần tin Việt Nam thì giới phân tích quốc phòng của Đài Loan cho biết. Khu vực biển eo biển Đài Loan sẽ trở thành một cái điểm nóng có thể trở thành cuộc xung đột vũ trang trên vùng hải phận của Đài Loan việc mà bà xung quanh cái phần hải phận của Đài Loan bao gồm luôn cả cái eo biển mizako và Channel cũng như là cái eo biển giữa Đài Loan và Trung Quốc có thể bùng nổ trở thành một cái nơi xung đột vũ trang đó là lời cảnh báo từ phía bộ quốc phòng Đài Loan sau khi có những nghiên cứu về những hoạt động gần đây của lực lượng quân sự Trung Quốc và sự xuất hiện thường xuyên của quân đội Hoa Kỳ Chiến lược Indo-Pacific của Hoa Kỳ là bảo vệ đường tự do hàng hải và Hoa Kỳ đã gia tăng rất nhiều những sự hiện diện tại đây. Và cuối cùng họ đã đối đầu với sự thách thức từ phía Trung Quốc khi lực lượng PLA liên tục mở các cuộc tập trận trên các khu vực gần eo biển Đài Loan. Trong đó gồm có Pashi Channel, rồi eo biển Mayako, Miyako và kể cả ngay eo biển đối diện với lại Trung Hoa lục địa là ngay chỗ cửa biển Hạ Môn, nơi mà Trung Quốc vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận. Và cuộc tập trận vào tháng 8 kéo dài 11 tuần lễ ở khu vực biển Hoàng Hải gần Thượng Hải cũng là một trong những cái đe dọa tới phần lãnh thổ của Đài Loan. Trong nhận định mới nhất của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là họ đã sẵn sàng trong tư thế sẵn sàng đối đầu với bất cứ một cuộc xâm lấn nào từ Trung Hoa lục địa và phía Đài Loan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nên chú ý hơn trong cái eo biển Đài giữa lúc mà Trung Quốc đang đe dọa sẽ thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Đó là một trong những cái thông báo mới nhất từ phía Đài Loan liên quan tới tình hình của khu vực eo biển này. Và đó là những bản tin liên quan tới thời sự quốc tế và Hoa Kỳ. Bước qua phần tin Việt Nam ngày hôm nay kéo dài mười mấy năm chưa đủ. Bây giờ dạo trước thì là đưa ra cái lý do vì con siêu vi khuẩn Vũ Hán đã không có thể biết được cái lúc nào sẽ hoàn tất. Và bây giờ lại còn đòi rót thêm 50 triệu Mỹ Kim cho cái dự án được gọi là đường sắt Cát Linh Hà Đông. Đó là một trong những cái báo cáo mới nhất là phía Bộ Giao thông Vận tải lại không cam kết được cái lúc nào thì đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ hoàn tất và đi vào hoạt động vẫn tiếp tục gọi là vướng mắt với những cái thiết bị và với những cái kỹ thuật và bây giờ thì nó lại tiếp tục bị trì hoãn và lần trì hoãn này thì nó lại vòi thêm 50 triệu Mỹ Kim để mà cung cấp cho việc mà hoàn tất cái dự án này đây là một trong những cái dự án mà chưa có một quan chức nào của Cộng sản Việt Nam bị truy tố liên quan tới cái vấn đề mà giao cho nhà thầu Trung Quốc xây dựng cái đường à, sắt Cát Linh Hà Đông cho tới bây giờ. Trên mười mấy năm vẫn chưa hoàn tất xong và tiếp tục đổ tiền vào. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình tại Việt Nam và cũng liên quan tới tình hình ở Sài Gòn lúc vẫn hoàn lục đó là cái tình hình xảy ra dù rằng trong mấy năm qua phía cộng sản việt nam đã lên tiếng rất nhiều lần trên mặt báo chí về việc giải quyết nạn ngập lụt mỗi một mùa mưa diễn ra ở sài gòn nhưng khu vực này vẫn tiếp tục gọi là ngập qua rốn tức là mức nước ngập càng lên cao hơn so với thường lệ mà không có một giải pháp nào giải quyết việc chống ngập và mỗi một năm đều đổ cả à, tỷ đồng vào trong cái việc mà chống ngập hút nước ngập vân vân và đủ giải pháp, cuối cùng ngập vẫn hoàn ngập và người dân ở Sài Gòn vẫn tiếp tục phải à, sống trong cảnh là gọi là chung sống với lũ khi nước ngập lên tới rốn của họ và các xe cộ không thể di chuyển được, gần như biến thành một dòng sông chảy từ cái à, đường phố này qua đường phố khác và không có một giải pháp nào giải quyết được đó là hiện trạng của những người Sài Gòn đang sinh sống mà trong mỗi một năm đều ngốn cả tỷ đồng trong việc mà chống ngập và hút ngập. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam và cuối cùng liên quan tới tình hình Việt Nam, Cộng sản Việt Nam lại đề xuất giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng khi muốn làm công chức và một trong những cái điều mà được xem là chất lượng là bao gồm các lĩnh vực là những kẻ nào thi vào trong làm công chức cho chính phủ đầu tiên hết là phải có thể đảng phải có lập trường chính trị bảo vệ đảng cai trị và bảo vệ cho quyền lợi của nhà nước và bảo vệ cho cái uh, uh, cái uh, những cái hoạt động cơ chế của do đảng cộng sản việt nam cai trị đây là một trong những cái quy tắc được đưa ra để tuyển chọn những người vào làm công chức quy tắc này vốn đã được áp dụng xưa nay nhưng mà bây giờ tình trạng những kẻ vào làm công chức rồi quay ra tham nhũng hối lộ lạm quyền nó đã nổ nở rộ ở tại Việt Nam trong mấy năm qua và gần như là các cái uh, cấp từ cấp địa phương lên cấp trung ương đều nằm đầy rẫy trong đó và bây giờ áp dụng lại cái chính sách này và gọi là sàng lọc để coi cái cá tánh và để coi cái uh, uh, cái uh, quy tắc lập trường chính trị nếu như họ có lập lập trường chính trị bị xem là hữu hóa hay là bị xem là À, có nghiêng về một cái à, khuynh hướng nào khác với Đảng cai trị thì họ sẽ không được nhận vào làm công chức bất kể họ là Đảng viên hay không Đó là một trong những cái tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin Hoa Kỳ tin thế giới và tin Việt Nam Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi phần tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình Houston Nhật ký chiều ngày hôm nay xin các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả mọi người Bye bye